IVS Bưu điện vinh dự tham dự hội nghị HACCP 2023. Để tới hội nghị này, hy vọng là có thể truyền đạt kinh nghiệm cũng như là nghe được các cái phản hồi, trao đổi với các chuyên gia trong ngày hôm nay. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, thạc sĩ, bác sĩ Vương Hà, Phó Giám đốc Trung tâm IVS Bưu điện đã vinh dự có bài báo cáo khoa học tại hội nghị HACCP do Hội hỗ trợ sinh sản thành phố Hà Nội tổ chức. Bài báo cáo với chủ đề lựa chọn gonadotropin tối ưu cho buồng trứng đang già hóa từ khoa học đến bằng chứng thế giới thực của bác sĩ Vương Hà đã thu hút nhiều sự quan tâm của các chuyên gia. Tại sao bác sĩ lựa chọn chủ đề kích trứng để báo cáo tại hội nghị HACCP 2023? Làm nghiên cứu, làm báo cáo về chủ đề việc kích trứng và đặc biệt là trên đối tượng lớn tuổi, bởi vì thứ nhất là kích trứng là cái khâu đầu tiên trong cái quá trình điều trị hiếm muộn, đặc biệt là thụ tinh ống nghiệm. Đây là bước cơ bản khởi đầu cho mọi việc, nên khởi đầu càng tốt thì cái kết quả đích đến chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đấy thì cái nhóm đối tượng mà lớn tuổi là cái nhóm đối tượng luôn luôn là thách thức trong việc điều trị hiếm muộn, điều trị hỗ trợ sinh sản. Thế nên mình quyết định chọn chủ đề kích trứng, đặc biệt là đối với nhóm đối tượng lớn tuổi, để tới hội nghị này hy vọng là có thể truyền đạt kinh nghiệm cũng như là nghe được các cái phản hồi, trao đổi với các chuyên gia trong ngày hôm nay. Có điểm gì nổi bật trong bài báo cáo bác sĩ muốn lưu ý tới bệnh nhân không? Thông qua bài báo cáo của mình thì có một vài điều mình cũng muốn nhắn nhủ tới mọi người. Chúng ta thấy rằng là thực tế thì với công nghệ con người hiện tại cũng vẫn đang can thiệp được một phần thôi, chưa can thiệp được toàn bộ tất cả các cái điều trị, đặc biệt là đối với bệnh nhân lớn tuổi, vẫn có những thứ chúng ta phải chấp nhận, chúng ta không thể trẻ lại. Khả năng dự trữ buồng trứng ta không thể nhiều hơn được nữa. Thế nên là những ai ở trong độ tuổi sinh sản, tức là tầm tuổi 35 trở lại mà chưa sẵn sàng có con hoặc là chưa lập gia đình, thì chúng ta cũng nên cân nhắc các cái việc bảo tồn lại cái khả năng sinh sản của mình thông qua những cái kỹ thuật, ví dụ như là chữa trứng. Hoặc là những ai đang trên giai đoạn mà tìm con thì chúng ta cũng nên khẩn trương ở trong giai đoạn độ tuổi này, bởi vì cái tỷ lệ thành công nó sẽ tương đối tốt. Thì vượt qua tuổi 35 là một câu chuyện rất khác, là một thách thức không phải chỉ có với mỗi Việt Nam mà nó còn cả thách thức với cả thế giới. IVS Bưu điện và các chuyên gia luôn nỗ lực trong việc cập nhật kiến thức, kinh nghiệm trong hỗ trợ sinh sản để nâng cao chất lượng khám, điều trị và mang lại niềm tin cho các cặp đôi. Chúc các cặp vợ chồng sớm đón con yêu về nhà.